Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác của anh em một chiếc âm ly đèn chạy bóng L34 nhé, đến từ hãng Thi Văn của Việt Nam mình nhé. Đây, em xin quay qua về ngoại hình cho các bác xem. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Để biết thêm thông tin về em nó thì các bác có thể lên Google search âm ly đèn Thi Văn nhé. Đây, em xin phép quay qua về ngoại hình cho các bác và anh em xem. Đây ạ, ở bên trong này em còn chưa vệ sinh gì luôn, em mới vừa mua về được thì em quay cho các bác và anh em xem luôn. Đây, nó chạy 4 bóng này, 4 bóng là 34 và 2 cái bóng dề này. Đây ạ, âm ly này của hãng Thi Văn Việt Nam mình nhá các bác nhá. Đây, các bác và anh em xem qua về ngoại hình và nội thất của em ấy, nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ạ. Đây, mặt trước của em ấy đây. Đây, các bác nhìn nhá. Này, bóng L34 à, Sitte Tube. Cái gì này, âm Fly đây. Này, nó có hai đường vào ấy. Đây. Cái nút này nó nút gì ấy? Nút này nút nguồn này các bác này. Đây, đường vào này. 1 và 2. Còn nút này nó nút to nhỏ. Đây, quay đằng sau cho các bác và anh em xem. Đây ạ. Âm ly Thi Văn đấy. Các bác search trên mạng, bác nào chưa biết về hãng này thì cứ search trên mạng nhé. Hãng này là của Việt Nam đấy ạ. Ok. Đây, nắp em đây đây. Em tháo ra rồi. Ui, nặng phết cơ. Đấy, đẹp lắm, đậy vào nó còn đẹp lắm các bác. Âm ly này ngày xưa là nó mới ra là đâu 8 triệu các bác. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Em bán chiếc âm ly này với giá là 4 triệu rưỡi. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0982 988 007 nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem video. Kính chúc các bác và anh em có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye, xin chào.